Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nam Loan Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt để máy tính vẫn chạy khi các bạn gập màn hình laptop xuống. Cách này được áp dụng khi mà các bạn muốn gập màn hình xuống và vẫn có thể nghe nhạc, hoặc là cài game, cắm game. Để thực hiện cách này các bạn làm như sau. Đầu tiên tại thanh tab 3 chỗ biểu tượng cục pin ấy, các bạn kích chuột phải chọn Power Option. Hoặc cách khác, để mở Power Option thì các bạn vào ô tìm kiếm, sau đó đánh lệnh power cfg.cpl và bấm vào đây để mở Power Option. Một cách khác đó là các bạn vào ô tìm kiếm đánh Control Pane và bấm vào đây để mở Control Pane. Cửa sổ Control Pane hiện lên, các bạn bấm vào Power Option. Đây, bấm chọn vào Power Option. Tại cửa sổ Power Option, các bạn bấm vào cho watt closing the lid down. Tại đây, các bạn để ý vào cái mục When I close the lid, tức là khi các bạn gập màn hình xuống thì sẽ chọn chế độ như nào. Đầu tiên là ở cái chế độ dùng pin là On Battery này, các bạn bấm sổ xuống chọn Do Nothing, tức là không làm gì, tức là các bạn gập màn hình xuống máy vẫn chạy bình thường. Sleep là chế độ ngủ, Hibernate là chế độ ngủ đông, Shutdown là tắt. Các bạn chọn Do Nothing tương tự đối với phần Routine, tức là khi cắm sạc thì các bạn cũng chọn Do Nothing. Sau đó chọn Save Change. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách cài đặt để khi gập màn hình laptop xuống, máy vẫn có thể chạy để cắm game, nghe nhạc bình thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất được đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.